tình hình luyện tập tới đâu rồi? Dạ, tụi em vẫn luyện tập chăm chỉ, anh yên tâm ạ. Có thật là như vậy không? Chứ theo tình hình ở đây thì chắc không phải là như vậy đâu. Em á, chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chính vì sự xuất hiện của em đã làm cuộc đời anh thay đổi. Tụi mình chắc chắn sẽ vượt qua được. Tại tụi mình có nội lực, lại có đoàn kết nữa, thì sẽ mau chóng chạm tới ước mơ thôi. Vì tụi mình là Ohio. Nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ là chi, nói yêu nhau.